chạy ra 70 tỷ chứ không cũng được, cái này bay ấp trứng nữa đó. Tại xua em cũng bay đồ ấy, 200 mét. Được vinh dự hội đồng bình chọn đi mục nước lễ hội Vũ Mai rất là vinh dự, và tôi cũng cảm thấy rằng phải là giáo dục quán giáo, nâng cao trình độ, nâng cao kỹ thuật, nâng cao uy tín để phục vụ nhân dân, phục vụ đảng, phục vụ tỉnh phủ. Là cái truyền thống lấy nước là dân vua, là để là vừa khai hội lấy nước dân vua là về nước sạch nhất của sông Lam là phải để lên thượng nguồn lấy nước về để dân vua trong mấy ngày lễ, tại là những cái chỗ đó để cho mà nước sạch nhất là để về dân vua, vì là cái chỗ ấy là thượng nguồn ở là ngang với là núi Đùn, là có dòng xoáy là nước sạch, để dân vua là phải sạch. Và